cái khế quá đặc biệt luôn. Cái không gian được trang trí sắp đặt rất là tinh tế, người Nhật thì họ rất là tỉ mỉ. Và nghe nói là vườn này thì hầu như là do chuyên gia Nhật Bản để xử lý hết, từ cái khâu tư vấn cho đến khâu kỹ thuật. Đẹp quá, dân gian và truyền miệng, vâng, đa dạng, dân gian truyền miệng, người này truyền người kia thôi. Đó không, không đó là mình phải nói lúc kết là nó bài bản, đúng rồi, khoa học. Các cái này phải kín nhất ở đây mất. Trong cái gian này, nếu mà anh chơi anh chơi con này anh thấy là kín nhất ở đây mất. Con này nó đẹp, đúng không? Nó dạng kiểu như cũng không đột biến. Đẹp quá. Đấy kiểu dạng như thế. Đúng không? Cây me này cũng đặc biệt này. Rất nhiều. Cây kim quýt cũng là những cái dòng cây chơi bonsai rất hay. Hành trình bonsai xuyên Việt lần này thì sẽ được trải nghiệm tất cả các loại phong cách, từ cổ cho đến kim, từ trong đến ngoài nước, phong cách chơi đa dạng, dáng thế đa dạng, chủng loại đa dạng, phong cách đa dạng, ý tưởng rồng này, tung rồng đặc biệt luôn. Gọi là những trường phái chơi cây rất khác biệt. Đây một cây cái thông rất đặc biệt, gần như là củi xếp không, quá độc đáo, đặc biệt. Có một cái thông đặc biệt lắm ở cửa hàng thứ hai đầu tiên này ạ. À? Xem rồi. Cái thông đặc biệt thật. Như đá với cả bê tông. Như là toàn gỗ gọi là ấy nhỉ. Là than củi xếp. Khu vực này thì toàn là những cái cây thông nhỏ. Này là bấm với cả các. Bấm.
giỏi mà. Chứ này sống được giỏi. Đấy, như này, là, đây là cái lá giả đó. Trước khi đấy là người vợ nó để 3 đến 4 đôi. Xong hương. 4 đôi là đôi, là đôi thì là muốn một cái nhiều tiền của bỏ ra mà em mời các bác nghe có cái phần dùng cái gương bên kia đấy à, đi xem từng gương rồi. Tạm thấy đã, tạm vườn số 1. Đi thăm vườn kim cương. Đây, toàn cảnh này cả nhà ngắm này. Rất nhiều tùng. Lần đầu đến Neo Garden. Rất đặc biệt và ấn tượng. Phong cách Nhật chuẩn bài mẫu mực rất đáng để học hỏi. Mô hình bonsai đẳng cấp. Tiếp tục xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng khám phá Neo Garden phần 2. Hứa hẹn là những cái tác phẩm đặc biệt. Tùng có nhiều loại tùng nhỉ, đây gọi là sữa tùng. Đặc biệt thấy xanh mướt rồi, đã thấy phong cách khác khác rồi. Wow, bên này rất nhiều cái cây tùng kim cương, những cây linh sam đặc biệt. Ở đây nghe nói là có một cái cây si kinh điển. Quý vị xem lướt qua thấy không gian đặc biệt quá nè. Wow, đây là hàng tuyển chọn. Kinh nhỉ, vĩ đại. 300 năm anh ạ, 3 lần. Đây đại ca mình cứ thích đây. Ờ. Mình
thích của đại ca này. Mình có một ông anh rất thích cái này, thích lắm. Đại gia, anh đại gia trong Sài Gòn ấy. Cứ nói đến cây này là thích rồi. 300 năm. Vườn nhà anh em mọc cây này gấp 5 lần cây này. Thì em phải biết là cái vườn nó to như thế thì người ta nhìn cái cây này người ta ao ước. Nhưng mà nó mịn này. Mịn nhỉ? Ui. Không mưa sẹo với xưa thì không. Ui. Này mới là biểu tượng của si. Đặc biệt nhỉ? Xứng đáng tuổi cho thế này. Trời ơi, lần đầu ngắm ai kìa. Đời chỉ đền vui đấy. Quá đặc biệt. Quay đi hết máy không? Cây này ừ. Hai người ôm đúng không? Nhưng mà quay trên máy thì được thu hết tí nhỉ? Vâng. Hai người ôm không hết được. Hai người ôm đấy. Hai người ôm không hết. Hết. Thế này. Hai người nhau hết. To hùng vĩ thật. Da nó bóng mịn nhỉ. Không, nó già là già từ phần trên và phần dễ em đấy. Phần trên này nó già không. Mà không biết nó không mà nó mịn. Kinh kìa. Cảm giác nó tròn tròn xoay của tay thì nó mới bóng. Còn anh Long bỏ đây dễ là một mẻ này. Nó kiểu như là cái sống lưng của con gì đấy. Con cá sấu ấy. Đấy đấy, sống lưng đấy. Nhưng mà đương nó đang đi xem cây này, nó đang mường tượng của giống hình của con vật nhiều hơn nhé. đương rất là hay trong ý tưởng chọn này. Cái gì? Kinh điển. Khỏi nói luôn, không bình nữa. Cái nhà tự cảm nhận. Dáng này ra thì không biết là các bác như nào, nhưng mà em thì em thì những quan điểm của Nhật ấy là gần như là đấy, cũng như anh nói là gần như không đầy đủ hay sai, bỏ hết cái quan điểm này. Đúng rồi, cái cảm nhận mà về nhưng bây giờ mà các bác mà nói chuyện tay cảnh này em chịu. Đúng rồi. Thì em cũng thì mình cũng chỉ nôm na là ví dụ là tay dưới nó phải to tí, tay trên nó đấy, nhưng mà Nhật thì nó cũng không hẳn hết. Nhưng cái cảnh anh nhìn mấy cây Đài Loan kia nó tùy sản phẩm. Cái này rất nhiều tiền nhưng mà ít tiền, nhưng mà nó cũng coi đâu, nếu mà như Việt Nam mình là sai tùm lum hết. Sai tùm lum hả? Đó, cái này nó quá đặc biệt. Nó vượt qua hết đấy. Có những lúc đồng như thế này không có gì đâu. Không một tay cả ngày. Em bảo các bác đi. Vào là bác ấy đợi lâu. Vâng. Đây. Đi vào anh em vào trước rồi các bác đợi lâu. Cái tùng kim cương này đẹp quá. Đâu? Ừ. Quá đẹp. Hành trình bonsai xuyên Việt sẽ được tham quan Neo Garden nổi tiếng ở Bắc Giang. Quý vị cùng đồng hành với lại chương trình, chúng ta sẽ cùng đi khám phá trực tiếp chiêm ngưỡng rất nhiều những tác phẩm đỉnh cao trên cả nước. Đẹp. Wow. Thời tiết đang rất là nắng. Cái
tuyệt vời, ông mặt trời. Đây là chúng ta đã khám phá toàn cảnh và chi tiết tất cả những gì Neo Garden có. Và chúng ta cũng đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc với những tác phẩm bonsai đỉnh cao. Cùng đồng hành với Bonsai Xuyên Việt, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng trực tiếp và cảm thụ những giá trị nghệ thuật đẳng cấp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong video tiếp theo.